Rồi, ngồi đi em, bên trái. Rồi, mở mặt nạ ra hai bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân nha. Em trai sẽ giới thiệu trước nè, to rõ cho bạn gái có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Anh chào em, bạn gái ngồi kế bên, cùng toàn thể quý vị xem khán giả. Em tên Trần Văn Mai Thi, em sinh năm 1993, năm nay em 27 tuổi. Quê quán em ở Long An, nghề nghiệp của em là designer, hiện tại em đang kinh doanh tự do. Designer về cái gì? Dạ, em thiết kế cho phòng digital marketing. Đang kinh doanh tự do. Dạ, em mở công ty kinh doanh về đại lý phân phối bia và nước ngọt. Rồi, vừa làm designer mà vừa làm kinh doanh đại lý bia nước ngọt nữa. Dạ. Làm tự làm cho mình hết. Dạ, em tự làm hết. Giỏi quá ta. Dạ. Vậy là chắc cũng có cái tích lũy được số vốn kha khá rồi ha. Dạ. Rồi, thế dự định chừng nào lấy vợ? Dạ, em thì dự định là trong năm sau. Trời ơi, trong năm sau. Mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với gia đình ba mẹ em. Ở đâu cưng? Dạ, em đang sống ở Long An. Ở Long An ở khúc nào? Dạ, em ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Mình có nuôi ai không em? Làm có nuôi ba nuôi mẹ không hay là làm tự tích lũy? Dạ, em làm tự tích lũy. Em có dư một số tiền em cũng gửi về phụ cho gia đình. Ủa, gia đình đâu mà gửi về? Dạ, ở chung mà. Dạ, lúc trước thì em làm designer ở trên thành phố chị. À, rồi sao mình không định cư, không cứ phát triển cái ngành nghề mình trên thành phố mà cuối cùng lại về Long An? Dạ, thì em dự định là em mở công ty riêng đó chị. Sau này thì em sẽ phát triển công ty thành một cái công ty lớn. Mà phải cái đó phải ở dưới quê thì mới được hả? Trong tương lai nếu có số vốn mạnh thì em sẽ lên thành phố ạ. À, có, hồi đó em ở thành phố được bao lâu? Dạ, em ở được 5 năm. Ở 5 năm mà mình không mình thấy về quê nó dễ hơn. Rồi giờ mình về quê xong mình nghĩ mình thành công, mình có vốn nữa mình lên lại nữa. Dạ. À, có nghĩa là ở đâu miễn là làm được nhiều tiền là em ở thôi. Dạ. Rồi, hiểu cái tư duy của em. Tốt, công nhận là tuổi trẻ năng động thiệt. Rồi, đợi chị chút xíu nha, bạn gái bên đây. À, giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh trai đối diện và các bạn coi chương trình. Em tên là Lê Thị My, sinh năm 1996, đến từ Đồng Nai. Hiện tại công việc của em là kế toán trong trường mầm non ở bên quận 1 ạ. Và hiện tại em đang sinh sống cùng với gia đình người thân ở bên Bình Thạnh. Hồi đó giờ có đi xuống với Long An, Đồng Tháp rồi chơi chưa, miền Tây chơi chưa? À, Long An thì em chưa có dịp được ra tới Long An. Nếu có cơ hội thì mình cũng đi thử một chuyến ha. Yeah. Em có ngại yêu xa không? Yêu xa hả? Em quan trọng là yêu xa nhưng mà kiểu tình cảm của mọi người đến yêu xa mà tình cảm có gần hay không ha. Dạ, dạ đúng rồi. Mình cứ trước mắt là tìm hiểu coi có hợp nhau hay không mới là quan trọng. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có tính cầu toàn, có chí tiến thủ trong công việc. Em thích làm công việc thì em sẽ làm tới cùng. Điểm mạnh thứ hai là em biết nấu ăn cái món đơn giản như là hàng ngày như là chiên, xào, kho. Còn như các món như phức tạp như là hủ tiếu, bánh canh thì em không biết nấu. À, coi như là kiểu như cơm ăn hàng ngày là dạ. Mấy món cơm ăn cơm là nấu được hết phải không? Dạ. Rồi vậy là tốt rồi, thanh niên mà vừa biết giỏi việc nước mà đảm việc nhà, nó ra ngoài kinh doanh còn trẻ mà kinh doanh riêng. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cưng? À, dạ, điểm mạnh của em là em một người như là yêu gia đình, biết quan tâm gia đình, với lại thích làm các công việc nha, biết nấu ăn. Với lại em thì được cái là chăm chỉ, với là cũng cộc toàn. À, còn điểm yếu của em có thể là em hơi ít nói, với lại hơi bị ngại ngùng trước đám đông ạ. Tình trường mình sao? À, tình trường của em thì em cũng có cơ hội được làm bạn, với lại tìm hiểu cũng qua được một vài mối quan hệ, nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc ạ. À, có nghĩa là tìm hiểu thôi chứ còn tình yêu là chưa có. Yeah. Từ hồi đi học luôn tới giờ luôn hả? Không có cái mối tình nào sâu đậm hết trơn hả? Dạ, yeah, chưa sâu đậm chưa. Là do không ai đeo đuổi mình hay do người ta đeo đuổi mình nhưng mà mình chưa thích, hay là rồi mình có yêu đơn phương, yêu thầm trộm nhớ ai không? Cũng có người để ý, xong rồi cũng có lại mình lại thích cái mẫu người khác đó, nên gọi như nó không có gọi là trùng hợp với nhau á chị Cát Tường. Giống đuổi hình bắt bóng về nha. Dạ. Thích cái này thích cái khác, cái vòng vòng. Rồi nói chung là chưa có kinh nghiệm tình trường. Thế còn em? Dạ em cũng giống bạn nữ là chưa có trải qua mối tình chính thức nào chị. Trời đất ơi, 27 tuổi cũng chưa có mối tình nào luôn. Dạ chưa. Dạ chưa. Lý do? Dạ thì em thì có mối tình đơn phương, thì em có thích một người năm lớp 9. Ừ. Một hôm em quyết định tỏ tình, em không biết làm sao. Ừ. Cái em
viết vô tờ giấy á chị. Canh bạn đó vô cái em đưa cho bạn đó, cái bạn đó đọc xong cái bạn đó mặt đỏ hết trơn, cái chạy ra ngoài, cái tình bạn tới đây chấm dứt luôn, không còn. Gì kỳ vậy? Hai đứa học chung? Dạ học chung chị. Rồi cái đọc xong là tình bạn từ đó chấm dứt luôn? Dạ. Rồi em có hỏi thăm có gì nữa không? Rồi bạn đó lánh mặt em luôn? Dạ bạn đó lánh mặt em luôn. Né luôn? Dạ. Rồi lúc đó cảm xúc em sao? Dạ em cũng buồn lắm chị. Rồi sau đó còn thích bạn đó nữa không, hay là buồn bị từ chối xong cái là hết thích luôn? Dạ bạn đó thì em cũng vẫn còn thích, nhưng bạn đó cứ lánh mặt em. Rồi tới nay luôn đó, hồi đi học tới nay luôn. Dạ. Rồi tại sao mấy năm qua đi làm rồi cũng tùm lum hết mà không có tìm có cơ hội nào khác nữa? Dạ em cũng tìm hiểu nhưng mà đa số thì mấy bạn nữ đều có bạn trai hết rồi, em không dám vô. Trời ơi khổ quá. Bởi vì ta nói bây giờ sống có thằng mọi người đừng có nghĩ là dễ có mối tình đâu nha quý vị. Khó lắm luôn á, con trai thì ngại tiếp xúc con gái thì đâu có thể chủ động kiếm con trai, rồi cứ vậy cái sầu quần dòm nhau, tưởng đâu ai cũng đắt, té ra là ai cũng ế. Đúng không em? Rồi khó lắm luôn. Giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em là có công việc ổn định, có chí cầu toàn trong công việc và hướng người đàn ông của gia đình. Là biết ngoài công việc ra thì về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc nhà, cùng san sẻ với lại yêu gia đình ạ. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì em muốn một anh cao hơn em, to hơn em để em cảm thấy mình được nhỏ bé. Em chỉ thấy cũng hơi to cao rồi đó, em cao mét mấy? À dạ em cao mét 65. Mét 65? Dạ. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m67. 67? Chứ cái 65 mà em đòi cao to hơn em, chị thấy cũng hơi khó luôn á. Mà cũng cao hơn em. À, cao hơn em, dạ. Rồi còn em thì em có yêu cầu gì về cái người bạn đời của mình, em muốn như thế nào? Dạ em mong muốn tìm một bạn nữa là mẫu người của gia đình, biết yêu thương gia đình, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe. Và ngoại hình thì em thích bạn nữ cao từ 1m6 trở lên. Thích chi cao dữ vậy, mình đâu có cao lắm đâu, mình vừa người thôi mà thích chi 1m6 trở lên dữ vậy. Dạ đứng bằng em đó chị. À, có đem hình ảnh gì theo không hai bạn cho chị coi với? Đó, cho em hai tấm hình. Trời ơi, cái hình trong người dữ vậy trời. Dạ, hình này em chụp hồi em còn là thời sinh viên đó chị. Cách đây khoảng 3 năm. Trời ơi, đã đưa hình nguyên một lớp học rồi. Mà còn hồi cách đây 3 năm nữa rồi em ráng kiếm được cái là chụp điện thoại. Nên em có thể là mở ra, em có thể phóng to nó ra em nhìn nha. Ai đâu? Dạ, em chọn bạn này. Tại sao lại là bạn đó? Thì em thấy bạn này vừa người, không mập cũng không ốm. Rồi hay quá ha, vừa người. Thấy ảnh chưa em? Em nghĩ là anh này ạ. Tại sao em nghĩ anh đó? Chắc anh chọn hình nào mình phải nổi nổi một xíu. À, chọn hình nào mình nổi nổi một xíu cũng là một cái tiêu chí. Rồi để nguyên đó nha. Bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim. Nha, họ tên tuổi được công việc quê quán này. Dạ, em tên là Nguyễn Thu Uyên ạ. Em hiện nay là em làm phòng khám của phòng khám da liễu Onsat tại quận 7 ạ. Em năm nay thì 32 tuổi. Vâng, em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu Uyên? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, em, ba mẹ đều là người thành phố ạ. Là ở đây đúng không? Sinh ra và lớn lên ở đây đúng không? Ừ. Này mà em nói là em đang làm gì, trưởng phòng quảng cáo hả? Dạ, chị nói lại lần nữa ạ. Em đang làm công việc gì ấy? Dạ, em là bác sĩ ạ. Em là trưởng khoa của phòng khám da liễu ạ. Trưởng khoa của phòng khám da liễu. Phòng khám gì vậy em? Để bữa nào bọn chị qua bọn chị test da cho coi. Dạ, bên phòng khám của Ochap nè. Dạ, Ochap ở quận 7. Ừ. Rồi, Uyên là có điểm mạnh điểm yếu gì không hả? Dạ, điểm mạnh thì em tính tình thì hòa đồng dễ chịu ạ. Em nói ăn thì ngon. Em làm công việc nhà được tốt. Dạ. Thì tại điểm mạnh như thế. Còn cái điểm thì là sau khi em hơi bụng bề á. Nếu mà mấy công việc nhà thì đôi khi cũng hơi bụng bề. Nấu ăn ngon đúng không? Dạ, nói ngon á. Thôi nấu ăn ngon, những cái khác không cần biết em ơi. Dạ. Em chỉ giỏi một cái chứ em giỏi hết rồi, ai còn ai làm nữa em. Dạ. Em giỏi hết rồi, người ta kêu em làm hết rồi, người ta đâu có gì người ta làm. Rồi, em nấu ăn thì phải có người dọn rửa chén bát cho em chứ. Dạ.
nói cho vui thế thôi, nhưng mà về ngoại hình ổn, công việc tốt, cũng nữ công gia tránh này kia kia nọ đó, tại sao bây giờ vẫn còn độc thân và phải đi tìm bạn trai qua chương trình Bấm Hẹn Hò? Hồi xưa thì trước giờ thì em là có hẹn hò là thôi, em còn học bác sĩ á, em học ở trường đại học, thì cái khuôn mặt ra trường thì tại vì gia đình của bạn nói là có xem tuổi của hai người á, xong rồi là nó là không một tuổi, xong hàng cái tình thiệt bạn á, cái xong rồi cái hai nên em với bạn đã chia tay. Cái sau đó là em thì chỉ trong cái công việc với mình thôi, ví dụ như là em đi làm, em về nhà làm 8 tối xong em về, cái xong rồi cái khách hàng này em gặp cũng là nữ, cái đồng nghiệp cũng là nữ, cái xong đó cái khoảng thời gian là tại vì em thấy phần lớn là với khách hàng nữ, là bạn bè nữ không, cái em không có cái gọi là cơ hội mà em tiếp xúc nhiều hơn với những cái bạn nam á chị. Những cái mối quan hệ xã hội hay gì đó tiến tới lập gia đình, cái trong mẹ thân thì cũng khá là thoải mái, tại vì em sống với mẹ em thôi, cái xong rồi tới giờ, cái xong rồi các em cũng thấy là em gái lập gia đình rồi. Hồi xưa em gái của em cũng là tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò offline, cái xong rồi mới cưới em rể của em á, cái em gái của em. Ồ vậy hả, mà cũng tham gia từ chương trình mà gặp nhau được kết hôn á hả? Dạ đúng rồi, em gái của em nhỏ hơn em 1 tuổi, là hồi đó theo chương trình mới gặp chồng rồi sau đó kết hôn á chị. Cái sau đó là cái bạn mới hẹn hò offline là gặp ở bên ngoài đó đúng không? Dạ đúng rồi, gặp ở Cinemark Lý Chính Thắng á. Ồ ngoài bây giờ là sinh được bé thứ hai, là được trời ơi. Cái xong rồi em gái của em mới nói là hay là em cũng tham gia bên chương trình của mình. Đúng rồi, cái đâu có duyên nha. Tìm được chứ, tìm. Chứ còn nếu không thì bây giờ thì cũng như vậy, công việc nó cũng như vậy. Dạ, chứ cũng công việc nó là thế. Trời dạ. Ơi, người ta tham gia bạn mới hẹn hò offline, người ta có 2 con rồi. Dạ. Rồi bà bác mới còn ở đây nữa. Lúc đó thì không có khoảng thời gian đó thì em cũng không nghĩ nhiều tới việc lập gia đình. Tại vì một phần công việc, cái phần thì tại vì giống như là em của em có gia đình, có cháu kia nọ, em phụ giúp được kia nọ vậy. Cái lúc đó là thời gian độc thân cũng hơi thoải mái. Cái xong rồi cũng không suy nghĩ. Bây giờ 32 tuổi rồi, mẹ cũng nói là thôi bây giờ lập gia đình, với em cũng là lập gia đình, cháu em cũng dễ thương. Nếu mà em lập gia đình em thì con em cũng dễ thương, và em cũng muốn chăm sóc gia đình đó chị. Cái xong rồi cái cho nên mới mong ra điều kiện với lại giúp đỡ giúp chịu ạ. Ok, vậy là em chỉ có 1 mối tình thôi, trước giờ chỉ có 1 mối tình thôi. Dạ. Ừ. Rồi. Ok, thế bây giờ mẫu người của em như thế nào? Có đặt ra tiêu chí cao không? Dạ, thực ra mẫu người của em thì nếu mà em cũng có quan trọng về tôn giáo. Dạ, tôn giáo là được trong bạn tâm độ của em. Hoặc là trên đời, hoặc là hơn cũng nhiều á chị, nhưng mà cũng có thể 4-5 tuổi gì đó, không cần phải hơn nhiều quá, tại em sợ là hơn nhiều quá cái khoảng cách thế hệ á, hoặc là nhỏ hơn ít hơn 1 tuổi thì cũng được, không sao, hai tuổi cũng sao, công việc cũng em làm thu nhập thì cũng ổn, làm khoảng 40 triệu/tháng ạ. Đập được cái người bạn đó mà thu nhập cũng cỡ em thì sẽ tốt hơn, dạ cũng ổn thì cũng được vậy thôi. Nếu mà được tốt nhất thì ở riêng, và cũng không tăng thì ở chung cũng được. Em tính tình người đó thì nói chung là hòa đồng dễ chịu là được. Dạ em thì theo kiểu là phương châm là không ai bằng nhau đó, nên từ từ đóng góp nhau hay gì đó cũng được, như sao cũng dạ. Dạ em thì như thế, nếu mà không uống rượu thì càng tốt, hoặc là giao tiếp thì đã uống giúp đỡ thì cũng như sao. Dạ. Rồi, ok. Về tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi tác thì dạ em thì 22 tuổi á, các bạn đó thì trong khoảng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em 1 tuổi hoặc là lớn hơn em 4-5 tuổi thì được ạ. Ok. Quê quán thì có quan trọng không em? Dạ. Quê quán của bạn trai? Dạ không, cũng quan trọng đâu. Miền Bắc, miền Trung cũng được. Việt Nam. Được, nói chung là em là thoải mái, chỉ còn là em với bạn đó nói chuyện trò chuyện hợp tính là được, để phát triển được thôi. Em không có quan trọng đâu, bởi vì cũng được, ý là con của em á, nếu mà kết hôn á, sau này cứ theo đạo hay tôn giáo gì đó của bạn nam luôn. Dạ, em không có chuyện đó. Dạ, tại em
của em là em thì mẹ theo đạo Phật. Dạ em ừ. Dạ nhưng mà nếu mà tôn giáo, nếu mà bạn em mà đạo Thiên Chúa hay gì đó còn phải học giáo lý thì đó là em cũng không sao, em không có quan trọng hay đặt nặng cái này đó. Dạ. Ừ. Không có đặt nặng à còn phải tốt xét gì đó. Nhưng mà nếu thuận tiện thì bạn đây nhà mình sẽ công tác tại Hồ Chí Minh thì sẽ thuận tiện hơn chút. Ừ, dạ. Ok. Em điện thoại thì đây như ở đây. Dạ nếu mà muốn chuyển ví dụ như là đổi công, nhưng mà đổi công tác khác thì chắc cũng còn phải 1-2 năm nữa. Thì em biết hợp đồng hôm nay là làm cho khoảng 2 năm tới là em phải làm chúng ta tại đây rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Thôi người ta nghe công việc của em vậy người ta cũng không muốn em chuyển hướng đi đâu ha. Rồi ok à, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi thì chương trình sẽ tìm kiếm những người phù hợp với em và có lịch ghi hình thì chương trình sẽ ấy nha, sẽ liên hệ với em để check cái lịch ghi hình với em ha.